nhỏ quá này. Lớn hơn. Đúng không? Đây. Tao cộng thông tín hiệu á. Đưa xuống. Chỉnh này cho nó ngon lành coi. Rồi. Cho nó lên trên ở coi. Rồi em bấm lên đúng là cái máy nó cũng cho thêm cái audio mình nghe. Thấy không, một trong những cái mở cái gây cộng thu tín hiệu lớn quá thì xóa cửa sổ khổ. Cửa sổ khổ thấy không? Đúng, dù là không có tăng tốc. Rồi cũng tương tự như vậy, rõ ràng em nghe cái sao cái âm thanh nó giống như là động mạch rắn đông. Đúng không? Tại vì nó luôn não đi như vậy. Rồi tụi em đo nghe rồi đi thử. Không, còn sóng máy. Như vậy là cái não nó ok. Nó khoảng sóng máy. Hiểu ý không? Đi thi mà bắt được cái khổ vậy là ok rồi, đồ mặt mà đốt sống là ok rồi. Nhưng mà nhiều người đi thi lúc mà hỏi bắt xong nói vậy, bạn này không có đồ mặt đốt sống. Thấm lắm nha, ai biết. Thầy ơi, còn cái nhóc nó là trên nó đẹp 70 độ. Thì chưa được. Khi em làm RI em không sợ. RI không quan trọng góc, để nó xuống đều. Còn nếu anh đo bằng tóc riêng thì không được. Anh phải chỉnh cho đạt được dưới 60. Nhưng khi em RI thì RI nó ảnh hưởng chung trên cả tỉnh tâm thu lẫn tâm trương để nguyên như này. Về nguyên tắc đo là em phải để nó dưới 60 độ. Hiểu ý này. Bây giờ muốn 60 độ thì mình phải ép, mình phải chỉnh sao cho được xuống 60 độ. Nếu đo vận tốc, còn đo RI thì không ảnh hưởng. Đó là câu hỏi thi đấy. Ví dụ như RI có ảnh hưởng cốc lơ hay không? Không. Thế là ảnh hưởng hai thằng như nhau. Ở mức độ tương đối. Những cái góc quá bậy thì không đo được cái gì, sao lấy gì em đo. Đúng không? Để ý là vậy. Ví dụ như góc lơ 60 độ và góc lơ 75-80 độ. RI có khác nhau không thì có lẽ là không khác. Nhưng mà em một cái góc quá bất thường, em không bắt được cái phổ thì không đo được gì. Đúng không? Còn nếu mà em đo tuyệt đối thì bắt buộc em phải tạo cho mình một cái góc cho nó tốt. Xong rồi. Rồi. Màu màu lên. Đúng không? Em có thể xuyên em hơn nữa. Đó. Để phổ lên. Lúc này em đo lại ha, em chỉnh cái góc lại tương đối với em cũng khoảng 60%, tại hai thằng nó phải như nhau, đừng có lệch quá thôi. Chứ đừng ví dụ góc lớp lơ không 10 độ thằng kia 70, nhưng nó không ra cái phủ nào ra hồn, sao em đo? Thì nó không có gì đâu. Khi mà RI có ý nghĩa khi chênh lệch ít nhất 10%. Dù em sống mấy, thằng này 80, thằng này sống mấy, còn 50, ví dụ khác chứ không phải khác nhau 1-2%. Rồi cái đó tương tự anh sẽ bắt bên trái, em bên phải, nghe không? Cái cách mình bắt bên nào cũng được hết. Đó, mình siêu âm, mình chia đôi ra đúng không? Nè, bật cảnh, đi lên bên phải mình chia làm đôi. Nhìn đây mình thấy cái đồng mạch đốt sống không, tại cái cổ ông này đẹp quá, dễ thấy trong vậy.
đây là tính mặt cạnh, mình để theo hướng này nha. Ví dụ như đây mình thấy cái góc, nếu mình tạo cái góc, tụi em càng tạo góc càng tốt thì tụi em thấy cái lớp, coi mà thấy cái lớp nội mặt đẹp không, EMT đẹp không, Intima Media Thickness. Cái này á, câu này tụi em có cái phần mềm á. Cái máy này cũng lâu rồi, 5 năm rồi, chứ nó có phần mềm, em click vô đây một cái, em click vô điểm cuối cái, tự nó vẽ ra, nó mapping em luôn, mấy cái máy mới. Đó em cần phải đo khúc này không nè, nó vô nó chỉ cần em điểm vài điểm, click, rồi tự động nó vẽ ra luôn, em cứ xem cái hình mạch máu, cái này em là trắng đen vậy. Rất là khỏe. Thì em nhìn á, em nhìn vô đây, em tạo góc một chút xíu so với mặt da thì em thấy rõ ràng cái đa âm phản hồi nó ít, ví dụ chỗ này nhiều hơn, xuống ít dần, nó đến lúc không có. Hiểu ý nghĩa tại sao cơ chế tạo ảnh. Cái mình bị vậy thì phải thay đổi góc. Đó, nhìn cái lớp dưới như vậy, đúng không? Rất là rõ. Thì cái mảng sơ vữa thì tụi em lùi lên, tụi em đánh chế. Thì nhìn cái mảng sơ vữa nhiều cái góc. Mấy bạn nhớ tôi cho mấy bạn ba cái hình đó, có mảng sơ vữa mà nhìn không đúng góc, không thấy. Rồi ha, giờ để mà cắt dọc tinh. Bỏ màu vô tương tự. Chỉnh lại cái góc ceiling nha. Nhìn cho nó ok. Lớn hình lên. Tăng thăng màu. Này mình tăng cái thăng màu lên đúng rồi. Các bạn cứ từ từ quen thôi. Đó, mình tăng dư thì nó sẽ nhiễu đúng không? Rồi mình lo thử ha. Các bạn làm quen rồi á thì các bạn bật cái sổ. Mất cái sổ. Hồi nãy mình đo 7 mấy đúng không? Bên kia đúng không? Thì để bên này coi. Đi khuôn mặt cạnh chung mà 7 mấy. Đúng rồi, nghiêng bên đây. Xích lên đây nè, thấy không? Nếu bên mé bên này thì đây là động mạch cảnh ngoài, nó đi vô trong đây. Cái động mạch cảnh trong đi ra. Bây giờ cảnh trong, mình bắt thử cảnh trong ha. Thấy. Thấy chưa? Để màu lên. Chuyển góc. Các bạn chuyển góc đẹp thì mấy bạn tạo cái hình rất là đẹp. Đúng không? Do mình thôi. Mình chỉnh đẹp thì tự nhiên ra nó phiêu lên, nó màu lên, sắc nó đẹp. Còn mình chỉnh sai, mình quýu. Rồi cái đoạn này ví dụ như ông này cái cổ ông cái tương đối cao nên mình làm dễ lắm. Rồi mình bắt cái phổ ra, em nghe cái âm hưởng không, em biết cảnh trong phổ là cảnh trong nghe. Rồi đi lại coi bên phải coi có gì khác bên trái không. Okay. Rồi qua cảnh ngoài coi, tương tự. Nghe cái phổ mình làm, nghe âm thanh mình quen rồi. Đừng có nghe nhiều quá. Ừ. Này cảnh ngoài ha. Cảnh trong. Cảnh ngoài xếp cho trong nữa. Tay mình đứng bên ngoài, mình nghe cái phổ là chắc chắn bên trong. Nhẹ hơn, nhẹ, trẻ hơn. Giòn trong. Này phổ nó không khác. À, trong. Con này rõ thêm nè. Ngõ đúng đó. Nó có mấy cái dợn mà. Khi bắt đầu mình gõ.
tăng nhẹ hơn. Nhưng bây giờ em đo lại cái ngoài bên này ha. Tụi em cứ từ từ em, tụi em mới học á, tụi em muốn cứ ăn là thiên về bệnh học, không phải đâu. Tụi em cứ từ từ biết phép đo cái đã. Chứ không 79 nó giống như kia không? Cũng kiểu như vậy. Cái cách làm là tụi em bắt phổ, chỉnh phổ. Thì giống như em vừa làm này không thử, xin lỗi anh để máy rồi tụi em mới xuống dưới thử cái động mạch đùi, thử cái động mạch khoeo không? À, mình ai cấm để cái máy thì mấy bạn muốn làm gì làm. Nhưng cơ bản là như nhau, rồi mình áp dụng qua bệnh học. Mình bắt cái phổ phải đúng rồi thì lúc đó mình mới ví dụng. Chứ thông tin mà sai thì sao mà làm được ổn. Mấy cái động mạch cảnh có gì hỏi không? Hôm nay là thứ mấy? Thứ hai. Sẽ cố gắng sắp xếp cho bạn, các bạn vào buổi chiều đi ha. Một buổi, là buổi chiều mình học nhiều. Chiều từ 4 giờ đến 4 giờ đi tới học xuống đi. Mới được lâu mới nhóm thầy. Tại sao lại học skill thầy? Hả? Học skill thầy. Skill là 13 thầy. À là 11 thầy, cái trường thầy. Skill lắm hả? Dạ, cũng có hai máy thầy. Mà đâu có ai làm gì đâu thầy. Dạ, em phải làm. Skill lắm nhưng mà vấn đề hai hướng dẫn tụi em. Thầy lấy một bữa hướng dẫn hết cả lớp rồi. Thì nè hướng dẫn này đây lâu lâu nữa. Nhưng mà vấn đề cái màu trời mấy ông không biết làm rồi rồi cho hư hai máy khí mẹ luôn luôn. Cái máy nó lấy ít tính năng máy khó. Máy là 7. Thôi được rồi để tôi coi sắp xếp. Mấy giờ rồi? 1 giờ. Thôi nghỉ, chuẩn bị qua học bài kia. Cảm ơn thầy mẫu nha.